lẽ lộ 4 ngôi sao Hoa ngữ được lòng cánh truyền thông năm 2023. Dương Tử vượt mặt lứa đàn em vì giỏi giao tiếp. Hạc đệ, Bạch Lộc gây bất ngờ. Cách đây không lâu, một trang truyền thông lớn của Hoa ngữ đã thu hút được sự chú ý của nhiều người khi hé lộ danh sách những cái tên mà họ có cảm tình nhất trong năm 2023. Bảng đánh giá này dựa trên thái độ của các nghệ sĩ trong buổi họp báo, khả năng tương tác của họ với giới truyền thông, cũng như cách ứng xử trong những tình huống lúng túng. Chắc chắn, 4 cái tên đứng đầu bảng sẽ khiến mọi người phải bất ngờ đó. Top 4. Điền Gia Thụy. Điền Gia Thụy là cái tên mới hot lên trong năm 2023 với dự án Vân Chi Vũ, hợp tác cùng Ngô Thư Hân và Trương Lăng Hách. Dù không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng với thành công của phim, anh cũng được cánh truyền thông săn đón nhiệt tình, liên tục nhận được những lời phỏng vấn. Cũng nhờ vậy mà Điền Gia Thụy đã chiếm được tình cảm của các phóng viên nhờ tính cách ngay thẳng, ấm áp. Theo trang truyền thông bình chọn thì Điền Gia Thụy dù thiếu kinh nghiệm giao tiếp, nhưng anh lại rất chịu khó phối hợp với mọi người, luôn giữ thái độ vui tươi và niềm nở đó. Khéo léo là thế, bảo sao Quách Kính Minh cũng tích cực lăng xê anh trong các dự án mới của mình. Top 3. Bạch Lộc. Dù dính nhiều bình luận không tốt của khán giả trong năm 2023 vì cách nói chuyện có phần sỗ sàng, thế nhưng Bạch Lộc lại rất được lòng cánh truyền thông xứ Trung. Theo đánh giá của những người trong nghề thì Bạch Lộc rất giỏi bắt chuyện với người khác, lại luôn biết cảm thông và đồng cảm với các phóng viên, chỉ cần nói vài câu thôi là coi họ như bạn thân vậy. Trước mặt phóng viên, Bạch Lộc rất hiếm khi ra vẻ ngôi sao, cô luôn coi mọi người như bạn bè đồng lứa, gặp mặt sẽ chủ động chào hỏi, có thời gian rảnh là sẽ nán lại để đùa giỡn. Không chỉ thế, Bạch Lộc luôn chịu khó phối hợp với phóng viên, dù thời gian phỏng vấn bị kéo dài đều giữ được sự vui vẻ. Thậm chí, những lúc đó, cô còn chủ động đặt đồ ăn hay chuẩn bị thêm vài món lót dạ cho mọi người xung quanh nữa đó. Dễ gần vậy, bảo sao cánh phóng viên cho cô xếp ở vị trí thứ 3. Top 2. Vương Hạc Đệ. Tính tới hiện tại, Vương Hạc Đệ mới bước lên hàng ngũ đỉnh lưu chỉ hơn 1 năm mà thôi, ấy vậy anh vẫn lọt vào top 2 những ngôi sao được lòng cánh truyền thông nhất. Vậy là đủ để hiểu sức hút của nam chính Thương Lan Quyết lớn đến nhường nào rồi đó. Bất cứ ai từng tiếp xúc với Vương Hạc Đệ đều phải thừa nhận anh là đỉnh lưu khiêm tốn và chân thành nhất mà họ từng gặp. Các phóng viên hé lộ, Vương Hạc Đệ ngoài đời thật rất lễ phép, đến hay đi đều cúi đầu chào mọi người rất nghiêm túc. Ngoài việc tích cực phối hợp với cánh truyền thông, Vương Hạc Đệ còn nổi tiếng vì sự thông minh và tinh ý. Anh luôn dễ dàng bắt được trọng tâm của các câu hỏi, đưa ra câu trả lời làm vừa lòng mọi người nhất đó. Nhờ thế mà những buổi phỏng vấn đều diễn ra rất suôn sẻ và nhanh chóng. Top 1. Dương Tử. Chắc nhiều người sẽ thấy lạ lùng khi Dương Tử lại đứng ở top 1 nhỉ. Bởi trong mắt công chúng, Dương Tử không phải là cô gái có EQ cao, thường có những hành động thiếu tinh tế trên mạng, gây ra những tranh cãi không đáng có. Thế nhưng, cánh truyền thông xứ Trung lại nhận xét về Dương Tử thế này: chuyên nghiệp, chân thành, không ngại đề tài mẫn cảm. Trong các buổi phỏng vấn, Dương Tử đều chiếm trọn thiện cảm của người đối diện vì thái độ hiền lành, rất biết cách bắt chuyện với cả ekip. Những buổi phỏng vấn nghiêm túc đều bị Dương Tử biến thành buổi trò chuyện của hai người bạn thân, chưa bao giờ để phóng viên cảm thấy lúng túng hay ngại ngùng. Và điều quan trọng nhất là Dương Tử không ngại những vấn đề nhạy cảm, hỏi gì đáp đó. Bảo sao người ta gọi cô là hoạt náo viên Cbiz.